Thì trong tiềm năng là có hai cách, thứ nhất là dịch vụ, thứ hai là bán hàng, đúng không? Thì dịch vụ thì mình có New Pedicure và Facial, và bán hàng thì mình có thể bán Soul Solution, Marine Mud và Lufra. Thì dĩ nhiên là mình có thể bán nhiều thứ khác, nhưng mà bây giờ giả sử như mình bán ba thứ này thôi. Thì bây giờ mình đưa cái mục tiêu là một tiệm nail đó, mỗi ngày họ sẽ làm 10 cái pedicure. Mỗi một cái pedicure hồi xưa lấy 25 đồng, bây giờ mình sẽ lấy 35 đồng, tức là mình sẽ lời 10 đồng một cái pedicure. Thì làm 10 cái tức là mình lời 100 đồng, đúng không? Facial á, bây giờ một cái facial mình sẽ lấy 20 đồng, cái mặt nạ đó thì 10 cái là 200. Và mục tiêu mỗi ngày mình sẽ bán 6 chai Soul Solution. Mình một chai mình bán lời 10 đồng, 6 chai là 60. Một chai Marine Mud mình sẽ bán một chai lời 10 đồng, hai chai là 20. Và một chai Body Lufra mình sẽ bán một chai lời 10 đồng, 4 chai là 40. Thì cộng lại đó thì cái income của cái tiệm đó sẽ tăng là 420 đồng một ngày, nhân cho 30 ngày tức là 12.600 đồng. Nếu mà anh chia 64 đó thì chủ tiệm người ta lấy 40%, tức là chủ tiệm sẽ lời được 5.040 đồng từ cái dịch vụ bán hàng. Kế tiếp đó, là điểm từ công ty New Skin. Một cái new pedicure là 2 điểm, 10 cái pedicure là 20 điểm. Một cái facial là 2 điểm, 10 cái facial là 20 điểm. Một cái Soul Solution là 15 điểm, 6 cái là 90 điểm. Một cái Marine Mud là 17 điểm, 2 cái là 34 điểm. Một cái Body Lufra là khoảng 9 điểm, 4 cái là 36 điểm. Thì cộng lại đó là 200 điểm, đúng không? Nhân cho 30 ngày tức là 6.000 điểm mỗi tháng. Ở 6.000 điểm GSP đó, công ty sẽ trả cho mình 16%, tức là mình được 960 đồng. 960 đồng mà cộng cho 5.040 đồng, tức là 6.000 đồng. Thì bằng cách là vừa bán và sử dụng chừng này ấy, thì cái tiệm nail đó có tăng được thu nhập là 6.000 đồng một tháng. Tức là một năm cái tiệm nail đó cái chủ đem vào túi sẽ được thêm 72.000 đồng. Chỉ có theo cái kế hoạch này thôi. Thì bây giờ mình hỏi một người chủ này, anh chị làm nail bao lâu rồi? Ví dụ như họ làm 5 năm. Thì từ trước tới giờ họ không có làm cái này. Tức là sao? Là từ trước tới giờ mỗi tháng họ mất 6.000, một năm 72.000 và 5 năm là 360.000 họ mất. Nên là họ cần phải đem cái sản phẩm này vào trong tiệm ngay lập tức. Ok. Chấm hết. Thank you.